mọi người, hôm nay chị Trùng Dương và Anna sẽ hát một bài hát. Mọi người có đoán ra được bài hát đó là gì không? Ôi chưa hát mà ta. Muốn biết thì bây giờ hãy nghe tụi mình nghe nha. Không biết thì phải nghe đúng không mọi người? Hơi nhạc. Nhạc không cái hồi nãy mình làm rồi đó em. Cái làm lại đi chị. Tháo quá không? Thôi thì em. Thương hiệu nhạc rồi. Cấp bộ nhạc. Yes. Vô, chưa vô được. 1, 2, 3. Yeah. Vô. Tại sao vậy? Nó không chạy vậy chị? Ủa, giờ vô nè. Dạ trời. Ủa, cái gì vậy? Chị á, mặt hoang mang. Chị á. Thôi. Trời ơi, em sắp tắt tiếng luôn rồi. Và sau một khoảng thời gian cố gắng bật nhạc nhưng mà do wifi quá yếu cho nên là không bật nhạc được, nên là tụi mình quyết định hát chay. Yeah. Khỏi có nhạc nữa mọi người, thông cảm tụi mình nha. Không sao chị. Bắt đầu. Bình tâm thôi chị, mình bình tâm là bắt đầu mình hát nè. Bắt đầu. Chị quên hẹn mà em. Quên. 1, 2, 3. Bắt đầu. Nhìn lên trên cao đó nành nắng sớm ban mai, một ngày mới như hôm nay đã lên rất đẹp. Cầu mong sao nụ cười ấy sẽ luôn nở trên môi, thầm mong cầu điều ấy như thế thôi. Rồi có những lúc cơn mưa chợt ghé qua đây và nước mắt hàng trên mi bỗng dưng vỡ òa. Nghĩ như thế ngày không vui ngày mà ước muốn chẳng thể thay. Ngày mai hãy gắng lên nào tôi ơi. Ở trong tôi luôn có một giấc mộng là tồn tại nơi đây, thêm một hiện thân của riêng tôi, thêm một phiên bản tôi khác, một tôi làm điều tôi muốn, để tự do làm điều vẫn hằng ước mơ. Đời tôi tự nhiên chết mây mây rơi xinh kia, trở đi như ước mơ tôi, rồi cất cánh bay giữa trời. Và bay cao và bay xa, vượt tốc gió lướt đi hết mình, chỉ có một hứa tin về trước. Chẳng cần qua trọng bay, áo tô quay cách bao xa, mây bay cất cánh xa xa, mây đến đây chân trời nào với tôi. Là điều quan trọng mà luôn cần phải nhớ lấy cho riêng mình, trái tim hãy cứ ghi cấp điều ấy thôi. Sabia kurokuchu konichi. Bye bye tất cả mọi người. Nhìn lên trên cao đón ánh nắng sớm ban mai, một ngày mới như hôm nay đã lên rất đẹp. Cầu mong sao nụ cười ấy. Chị thích dành lời của em chị. Anh thích chị là hát lời của em. Tụi em hát nha. Ngày đã lên rất đẹp. Ngày đã lên rất đẹp. Cầu mong sao lại nụ cười ấy. Bình tâm thôi chị. Mình bình tâm là bắt đầu mình hát nè. Ngày mai hãy gắng lên nào tôi ơi. Ở trong tôi luôn có một giấc mộng là ngày không vui ngày như thế ngày mà ước muốn thế như thế ngày mà ước muốn thế ngày như thế ngày sao cái ghế mình nó cứ kêu kêu vậy chị? Mẹ yếu quá em. Là đâu? Không mấy khúc gì mà vui á. Ừ. Nữa đi lấy chị cứ kêu hoài với chị. Kì vậy?
nghe nghe.